Kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục em về thêm là đây là cái kiện loa bass. Cái này thì không có tên rồi. Thôi rồi, bóc đi. Đây là cái kiện loa bass B3 Penta 3. Con này là từ 17 côn 75. Đấy, từ 17 côn 75. Con này là gân 3 gân. Mang vải viền thì là tẩm dầu, nhưng mà cái màng loa thì là không có tẩm dầu. Đấy, đây là cụ B3. Cái tổ này thì cụ này đợt này em về là tiếp tục để vào các cái dự án của các cái dòng loa gọi là loa hỏa tiễn, các cái dòng T12, T24, đời F và đời N, đời FN hoặc là F các bác nhá. Đấy. Con này là bát 30. Từ 107. Côn 76. Con này là mã là 12 NB075-8Z. Còn đây là mã số seri của nó. Con đợt này thì về nó lại nhìn trông có vẻ xịn hơn lần trước tí. Gân 2 gân, gân 3 gân, màng vải tẩm dầu. Màng thì không có trắng keo. Con này được cái là nắp của nó nắp chìm nên là em rất là tin dùng. Và độ nhạy cũng khá là cao, lên đến 97 dB. Từ 107 côn 75. Côn 75 chứ không phải là côn 76 nha. Con này công suất khởi chạy là vào 400W, công suất chương trình là 800W và công suất peak là 1600W. Đấy các bác nhá. Con này thì rất là phù hợp với các cái dòng như là các bác đắp vào loa karaoke gia đình tầm trung và vừa hay rẻ tiền thì chơi tuyệt vời luôn. Giá rất đẹp cho các bác. Giá chỉ có 2.050.000 một đôi. Bao ship. Hàng mới kiểu gì mà chưa gì đã đang có cái kiểu gì này chết rồi. Mấy cái ông sản xuất này chơi xỏ rồi. Đặt hàng mỗi ngày một kiểu. Đấy. Các bác nào thích cái dòng này thì alo cho em nhé. Giá rất đẹp. Đó, giá rất đẹp. Riêng cái tiền ship là nó mất tầm 300-400 nghìn rồi. Một đôi này. Đây là một đôi này. Đó. Các bác nào đấy thì đặt cọc trước 200.000 thôi nhá, không cần đặt cọc nhiều đâu. Đó. Sắp tới thì em sẽ có nhiều củ loa chất lượng cao hơn nhưng mà giá hợp lý hơn. Nhưng mà đợt này nó vẫn phải duy trì được cái chất lượng cơ bản đã. Chứ còn làm càng ngày càng bán rẻ nhưng chất lượng linh kiện của nó kém quá thì dở hơi. Con này công suất khởi chạy là 400 nhé. Công suất chương trình là 800. Khởi chạy là 400W. Chương trình là 800W. Nên là các bác cần một con đẩy nó tầm 500 đến 800W. Từ 800W đổ về là các bác có thể chơi rất hay cho một cặp này. Đấy, rất hay. Đây là củ loa bass nhé. Độ nhạy trung bình là 97 dB. Spec RAM thì nó đâu đó nó khoảng từ 53Hz, 52-53Hz đến 1.8kHz. Nên là cắt cho phân tần thì cũng có ok. Thôi coi, các bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Bây giờ anh em chúng em là tiếp tục đóng những đơn hàng siêu to khổng lồ mà có nhiều cái em không có quay lên đâu. Quay lên thì tranh nhau đấy. Rồi các bác ném đá thế này thế kia. Em chỉ có vài cái em đăng Facebook thôi. Anh em chốt đơn trên Facebook mà cũng tít mù luôn rồi. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé.